Kính thưa quý vị, chúng tôi xin thông báo một tin vui nữa, đó là vấn đề Hoa Kỳ vừa ủng hộ một ứng cử viên mới của Nhật Bản để làm thủ tướng, đó là ông cựu ngoại trưởng Fumio Kishida. Ông Fumio Kishida trở thành tân thủ tướng của Nhật Bản, là người lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tự Do hôm thứ Tư đã bổ nhiệm cựu ngoại trưởng Fumio Kishida làm lãnh đạo tiếp theo của đảng này. Và ông sẽ là tân thủ tướng trong vòng vài ngày tới. Bây giờ đang chờ lệnh của Nhật Hoàng để phê chuẩn cho cái nội các mới trong 1-3 ngày. Để tân thủ tướng sẽ là cựu ngoại trưởng Fumio Kishida. Mặc dù chỉ nhận được sự ủng hộ ở mức trung bình, ông Kishida đã được một số ứng viên nặng ký của đảng hậu thuẫn, khiến ông đánh bại ứng cử viên đang lên là Bộ trưởng phụ trách vaccine Taro Kono. Trong vòng bỏ phiếu thứ hai thì ông Kishida được 250 phiếu, còn ông Kono được 170 phiếu. Với hai ứng cử viên nữ, đó là Sanae Takaishi, 60 tuổi, và Seiko Noda, 61 tuổi. Hai bà này đã bỏ cuộc sau cái vòng loại đầu tiên. Ông Kishida sẽ được bầu làm thủ tướng trong phiên họp quốc hội bắt đầu vào ngày 4 tháng 10 tới đây. Là lãnh đạo mới, ông được cho là sẽ tập trung vào các vấn đề về dân túy, chẳng hạn như ủng hộ việc hình thành một loại chủ nghĩa tư bản mới và giảm bớt sự phân chia giàu có. Trong cuộc họp báo đầu tiên, ông Kishida nói chúng tôi sẽ cố gắng đạt được sự tăng trưởng kinh tế và phân phối về tài sản, sự giàu có của đất nước. Đồng thời nói thêm rằng không có cách nào để đạt được tăng trưởng mà không phải phân phối tài sản. Ông Kishida là người kế nhiệm Thủ tướng Yoshihide Suga trong mấy tháng vừa qua. Chỉ sau một năm nhậm chức, ông sẽ thành lập nội các mới vào đầu tháng 10 này. Theo hãng tin Reuters, thì ông Jasper Cole, giám đốc chuyên môn tại Monex Group, cho biết là việc lựa chọn ông Kishida là một chiến thắng cho khối cổ hữu trong đảng. Cho nên quý vị thấy, với cái ông mới này, đúng theo đường lối của ông Suga, đúng theo đường lối của Shinzo Abe, nghĩa là tàu cộng sẽ bị loại khỏi vòng chơi, nếu không muốn nói rằng gặp nhiều khó khăn trong những tháng ngày sắp tới. Chiến thắng của ông Kishida không có nghĩa là có sự thay đổi lớn trong đường lối của chính phủ, mà thật ra là vẫn đi theo đường lối của ông Shinzo Abe, đi theo đường lối của ông Suga từ mấy năm nay. Ông Kishida đồng ý về sự cần thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản đối với tàu cộng và phải chấm dứt sự bành trướng của tàu cộng ở Biển Đông nói chung và với cái hòn đảo Senkaku, tức là đảo Đế Ngư có tranh chấp của tàu cộng với lại Nhật Bản. Đồng thời sẽ hợp tác mạnh mẽ phát triển bộ tứ kim cương Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ. Ông cũng hỗ trợ một việc quyết nghị là những cái đường lối phải lên án tàu cộng đã cố gắng tiêu diệt người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng ở Tân Cương. Ông cũng đề xuất một cái ngân khoản hơn 30.000 tỷ yen để Nhật Bản là một quốc gia hùng cường về kinh tế và siêu cường về quân sự với sự yểm trợ của Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh đến sự cần thiết về vấn đề quân lực để bảo vệ an ninh quốc gia đúng với đường lối của ông Donald Trump. Hoa Kỳ là một quốc gia siêu cường về kinh tế nhưng là một quốc gia không có đối thủ về quân sự. Thế thì Nhật Bản cũng sẽ là một quốc gia không có đối thủ quân sự ở Á Châu, có nghĩa là tàu cộng đi tàu suốt. Trong khi đó thì một
thượng nghị sĩ của Canada đã cảnh cáo rằng trả tự do cho Huawei, giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu, tạo một cái tiền lệ cho Tàu Cộng với tính cách là con tin ngoại giao. Khi nào dân Tàu Cộng nó muốn làm áp lực với thế giới, nó bắt con tin. Như là nó đã bắt hai người con tin của Canada. Chúng tôi đã trình bày với quý vị phần tin trước đây. Mùng 1 tháng 12 năm 2018, trong lúc Tập Cận Bình đang ăn cơm với Tổng thống Donald Trump, thì Canada nhận được lệnh của Mỹ, tình báo cho biết Mạnh Vãn Chu đang trên đường từ Thẩm Quyến đến Vancouver. Vì vậy mà Y Thị đã bị bắt ngay lập tức, làm cho Tập Cẩm Bình tối mặt. Và sau đó Tàu trả thù bằng cách bắt Michael Kovic, Michael Spovak, là hai nhà chuyên viên về ngoại giao và kinh tế của Canada. Và theo lời của báo chí của Tân Hoa Xã của Tàu Cộng cho biết là Mạnh Vãn Châu bị bắt vào ngày 1 tháng 12 tại Vancouver, phi trường quốc tế, vì vi phạm làm ăn lậu, lén lút vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Ba Tư. Còn hai người Canada là ông Kovic và Spavor bị bắt với những cái sự buộc tội vô căn cứ. Theo thỏa thuận truy tố được trì hoãn, công tố viên được ký vào ngày 24 tháng 9, Mạnh Vãn Chu trong Tập Cẩm Bình điện thoại với lại Joe Biden, đã năn nỉ Joe Biden để thả Mạnh Vãn Chu về lại Tàu. Đồng thời Tàu sẽ trả lại hai người Canada bị bắt trước đây. Vì thế cho nên tên phát ngôn Bộ Ngoại giao của Tàu Cộng là Hoa Xuân Ánh đã tuyên bố rằng người Canada được tha vì lý do sức khỏe. Cho nên là cái vấn đề Tàu Cộng nó bắt người cũng như là tụi khủng bố của Iran, nó bắt người để cho nó chuộc với những con người mà bị đối phương giam giữ. Trong khi đó có bản tin hay nhất là Hoa Kỳ đã, quân đội Hoa Kỳ vừa thành công trong vấn đề thử một cái loại hỏa tiễn siêu thanh nhanh gấp 5 lần tiếng động của âm thanh, gọi là Mark 5. Ngày 27 tháng 9 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo là đã thử nghiệm thành công loại vũ khí siêu thanh nhanh gấp 5 lần tốc độ của âm thanh. Đây là một thành tựu lịch sử của quân đội Hoa Kỳ. Vũ khí siêu thanh hút khí không khí từ trên không do công ty Raytheon, nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ, phát triển cho quân đội Hoa Kỳ. Và cơ quan phát triển nghiên cứu võ khí tối tân của Bộ Quốc phòng cho biết họ đã bắn thử 4.000 cây số tầm xa với cái loại hỏa tiễn mới và đã thành công. Người ta gọi là công ty Raytheon chuyên sản xuất những loại võ khí siêu thanh và bí mật của Hoa Kỳ. Đây là một công ty do Do Thái làm chủ, để quý vị biết. Và cái loại hỏa tiễn mới nó còn hay, trong lúc bay còn có thể điều chỉnh được lộ trình. Thí dụ bây giờ đang định bắn nó về phương Đông, nhưng phát hiện mục tiêu ở phương Tây nó mạnh hơn và quan trọng hơn, thì nó lại đổi cái program bay về phương Tây và phá tan. Đây là một cái chuyện lần đầu tiên có đối với cái loại võ khí tối tân của Hoa Kỳ. Và đây cũng là cái lý do tại sao mà đảng con lừa bây giờ Hạ viện họ muốn cắt ngân khoản dành cho Space Force, lực lượng võ khí của vũ trụ của Hoa Kỳ mà Tổng thống Donald Trump đã thành lập cách đây gần 2 năm. Đây là một cái mục tiêu để mà làm giảm giá trị về quân đội của Hoa Kỳ, và bọn con lừa nó đang thực hiện. Cho nên chúng ta sẽ chờ xem một vài ngày nữa sẽ có kết quả về cái loại ngân quỹ mới. Vì hiện nay đảng con lừa đang dự thảo bàn luận về cái chương trình ngân sách 1.500 tỷ đô la.
có lẽ cuối tuần thì Quốc hội sẽ bỏ phiếu để mà phê chuẩn cái ngân sách 1.500 tỷ. Sau đó tuần tới họ mới bàn đến cái ngân sách 3.800 tỷ của Joe Biden trong tài khoá 21 và 22 tới đây. Rồi bây giờ chúng ta lại qua một bản tin nữa. Đó là bản tin, quý vị nhớ vào năm 1981, ông Tổng thống Ronald Reagan của chúng ta đã bị ám sát hụt bởi một tên gọi là John Hinckley Jr. Và cái tên này cách Tổng thống có hai thước mà nó bắn Tổng thống hụt không chết. Nhưng mà ba người nhân viên ở bên cạnh thì bị thương, trong đó có ông tham vụ báo chí Tòa Bạch Cung là ông James Brady. Và ông ta đã bị tàn phế vì trúng đầu, một thời gian mất trí nhớ và trở thành bại, tức là tê liệt, phải ngồi xe lăn. 8 năm sau ông ta đã qua đời. Thì hôm nay cái tên thủ phạm là John Hinckley đó đang được Quốc hội cũng như là những tên cán bộ Tòa Bạch Cung tuyên bố tha bổng. Nghĩa là những người nào mà sát hại Đảng Cộng Hòa lần lần là được tha bổng và còn tuyên bố là những người anh hùng. John Hinckley đến giờ này vẫn chưa được gọi là anh hùng của bọn con lửa, nhưng nói rằng sau gần 40 năm tù thì giờ này John Hinckley sắp được trả tự do vô điều kiện. Hội đồng về tha bổng cho các can phạm Hoa Kỳ sẽ được họp tuần tới và sẽ có kết quả trong vòng trung tuần tháng 10 với sự yểm trợ của bọn cán bộ Tòa Bạch Cung. Chúng ta biết rằng là tên John Hinckley này sau khi bắn thì lại được liệt vào danh sách gì? Mental health problem, tức là có vấn đề về tâm hồn. Mà đến giờ này 40 năm sau thì nói rằng hết tâm hồn, bây giờ anh ta được trả tự do. Chính thưa quý vị, đến đây chúng tôi lại một lần nữa xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.